Tuấn Kiệt hiện không còn đóng phim, mở quán bán đồ ăn Thái Lan. Ở tuổi 50, anh mừng khi vợ đã quay lại với chồng con. Theo Sina, Ngụy Tuấn Kiệt hiện không còn đóng phim. Anh vừa mở quán hàng ăn Thái Lan. Cửa hàng nhỏ, vốn ít nên tài tử TVB tự làm đầu bếp, kim nhân viên phục vụ. Trả lời phỏng vấn Sina, Ngụy Tuấn Kiệt nói, công việc không phân biệt sang hèn, quan trọng là tự lực cánh sinh. Kiếm tiền giờ không dễ dàng, chuyện gì tôi cũng có thể làm. Chia sẻ về chuyện gia đình, Ngụy Tuấn Kiệt mừng rỡ khoe vợ anh đã hồi tâm chuyển ý. Cô từng bỏ chồng con, sống cùng một người đàn ông trẻ. Chúng tôi đều trưởng thành hơn, Lợi Hoa cũng đã thay đổi, tốt hơn nhiều. Đối với tôi và gia đình, Lợi Hoa đã khác xưa, anh nói. Ngụy Tuấn Kiệt thừa nhận trong cuộc sống gia đình, anh học được hai chữ, nhẫn nại. Nhờ chịu nhẫn nại, anh mới thay đổi được sự bồng bột của vợ. Ngụy Tuấn Kiệt sinh năm 1967. Nổi tiếng nhờ Phương Thế Ngọc và Càn Long, Túy Đã Kim Chì, Lực Lượng Phản Ứng, Tứ Đại Danh Bổ. Sau nhiều năm gắn bó với TVB, Ngụy Tuấn Kiệt tới Đại Lục phát triển sự nghiệp nhưng không tạo được dấu ấn. Về đời tư, Ngụy Tuấn Kiệt từng có mối tình lâu năm với nữ diễn viên TVB Đằng Lệ Minh. Đằng Lệ Minh được gia đình Tuấn Kiệt coi như dâu con. Ngay cha anh mất, cô cũng trở tang và túc trực bên gia đình. Tuy nhiên, khi Ngụy Tuấn Kiệt tới Đại Lục, anh vội tuyên bố chia tay để kết hôn với cô gái kém 20 tuổi tên Trương Lợi Hoa. Họ có một con gái chung. Năm 2016, Ngụy Tuấn Kiệt đau đầu vì tai tiếng Trương Lợi Hoa có người tình mới. Ông tiết lộ dù biết bị vợ lạnh nhạt nhưng Ngụy Tuấn Kiệt vì quá yêu vợ nên sẵn sàng bỏ qua. Anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu từ cô. Hiểu vợ thích hàng hiệu, nhà sang, dù không còn khả năng kiếm tiền như xưa nhưng Ngụy Tuấn Kiệt vẫn bỏ ra 2 triệu USD mua nhà mới. Tài tử TVB xuống sắc vì bị vợ cắm sừng. Nhiều fan của Đằng Lệ Minh cho rằng Ngụy Tuấn Kiệt đang gặp quả báo vì trước đây anh đối xử không tốt với người yêu. Chuyện tình của Ngụy Tuấn Kiệt và Đằng Lệ Minh bắt đầu vào năm 1998 sau khi đóng chung bộ phim Lực Lượng Phản Ứng. Đó là một mối duyên đẹp, từng được báo chí Hồng Kông ca ngợi hết lời. Năm 2007, trong lúc khán giả chờ đợi một đám cưới thật hoành tráng thì bất ngờ, họ tuyên bố đường ai nấy đi. Cuộc tình 9 năm nồng nàn tan vỡ vì khi sang Đại Lục đóng phim, Ngụy Tuấn Kiệt siêu lòng trước nữ diễn viên Trương Lệ Hoa nhỏ hơn mình đến 20 tuổi. Chưa đầy một năm sau, tài tử TVB sinh năm 1967 vội vã đưa nàng về dinh. Nhiều fan cảm thấy hụt hẫng trước sự thay đổi đột ngột của Ngụy Tuấn Kiệt, cho rằng anh đã cướp mất 9 năm tuổi thanh xuân của Đằng Lệ Minh. Vì vậy, khi anh đưa lên mạng xã hội cá nhân hình ảnh cô con gái vừa chào đời, có người đã viết, nếu đó là con gái của Đằng Lệ Minh thì hay biết mấy. Thay vì im lặng, Ngụy Tuấn Kiệt lại nổi điên, chửi mắng fan, đồng thời chỉ trích Đằng Lệ Minh thậm tệ. Từ một ngôi sao với hình ảnh mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ TVB, một phút nông nổi đã khiến anh trở thành kẻ tiểu nhân trong mắt khán giả. Đó cũng là lý do tên tuổi, sự nghiệp Ngụy Tuấn Kiệt tụt dốc không phanh. Cuối năm 2013, Đằng Lệ Minh đã thoát khỏi ám ảnh của cuộc tình đau khổ với Ngụy Tuấn Kiệt, nhận lời cầu hôn của Chu Kiến Công, một doanh nhân ngành tài chính. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là khi Đằng Lệ Minh đang hưởng thụ cuộc sống an nhàn bên cạnh người chồng hết mực yêu thương, thì Ngụy Tuấn Kiệt lại phải đối diện với nguy cơ hôn nhân tan vỡ. Theo phát hiện của báo chí Hồng Kông, nữ diễn viên Trương Lệ Hoa bí mật hẹn hò với tuyển thủ xe đạp Đặng Hoàng Nghiệp. Dù không thừa nhận, song cuộc hôn nhân của Ngụy Tuấn Kiệt và cô vợ trẻ hơn 20 tuổi đang ở tình trạng báo động. Nhìn hình ảnh tiêu tụy, buffer của Ngụy Tuấn Kiệt hiện nay, nhiều người cho rằng anh đang bị quả báo. Để anh ta biết Đằng Lệ Minh đã từng đớn đau như thế nào khi bị phản bội, một fan viết, Đằng Lệ Minh tiết lộ Ngụy Tuấn Kiệt từng muốn tái hợp với cô 37 tuổi. Đằng Lệ Minh từng trải qua hai cuộc tình không thành với Ngụy Tuấn Kiệt và Quách Chính Hồng. Cuối cùng cô đã chính thức thông báo rằng bạn trai hiện tại Matthew Chu Kiện Côn đã cầu hôn cô. Tuy nhiên,
Gần đây bạn trai của Ngụy Tuấn Kiệt tiết lộ trong một show truyền hình đại lục rằng anh may mắn đã không cưới Đặng Lệ Minh ngày trước. Đặng Lệ Minh đã không thể chịu đựng được nữa và có hai status trên The Weibo cá nhân. Cô tiết lộ một người đàn ông đã lập gia đình, ngụ ý Ngụy Tuấn Kiệt, gửi tin nhắn mong cô tha thứ, hy vọng tái hợp, hòa giải với cô. Đặng Lệ Minh ngay lập tức từ chối. Mối quan hệ Ngụy Tuấn Kiệt Đặng Lệ Minh bắt đầu vào năm 1998 khi họ quay bộ phim Lực Lượng Phản Ứng. Cả hai được biết đến như một cặp đôi trời sinh và yêu thương nhau. Tuy nhiên vào năm 2007 cả hai bất ngờ chia tay sau 9 năm hẹn hò. Ngụy Tuấn Kiệt sau đó hẹn hò với một sinh viên Đại học Trung Khánh Trương Lợi Hoa, người nhỏ hơn anh 20 tuổi. Họ kết hôn vào năm 2008 và có một con gái. Tuy nhiên, oán giận giữa Ngụy Tuấn Kiệt và Đặng Lệ Minh vẫn còn đó. Vào năm 2011, cư dân mạng từng phát biểu Ngụy Tuấn Kiệt và Đặng Lệ Minh là một cặp đôi hoàn hảo. Đáng tiếc anh bảo cư dân mạng kia đi chết đi, anh nói. Cảnh bã như vậy nên bỏ rơi càng sớm càng tốt, nếu có sẽ hối tiếc mãi mãi. Vào thời điểm đó, Đặng Lệ Minh trả lời, một người có đức sẽ có đi mắng người khác. Ngụy Tuấn Kiệt sau đó giải thích rằng anh có viết như vậy. Tài khoản The Weibo của anh đã bị hack. Vài ngày trước, Ngụy Tuấn Kiệt cùng với vợ mình tham dự một show truyền hình trên đài vệ tinh Thâm Quyến. Khi nói về cuộc hôn nhân của mình, Ngụy Tuấn Kiệt co ngành ngại kéo luôn bạn gái của Đặng Lệ Minh của mình vào câu chuyện. Các khán giả nghĩ rằng tôi và bạn gái của hẹn hò nhiều năm và đóng chung vài tập phim truyền hình thì tôi phải cưới cô ấy. Không cưới cô ấy thì là kẻ xấu à? MC nói, một người đàn ông nhẫn tâm. Ngụy Tuấn Kiệt nói, vâng, máy quay khi ấy chiếu vào Trương Lợi Hoa. Cô vợ này lập tức cau mày. Trên The Weibo, Đặng Lệ Minh đăng lại những gì cư dân mạng chỉ trích Ngụy Tuấn Kiệt vì những lời nói trong chương trình. Sau đó cô nhắc đến sự cố hacker mấy năm trước, có thể là hacker nào khác gây rắc rối hay co. Tôi cảm thấy khó mà hiểu nổi. Một người đàn ông đã lập gia đình và đã làm cha, lại gửi tin nhắn yêu cầu tôi tha thứ và tái hợp. Trong khi đó, anh ta lại phát ngôn thế này đây. Có thể nào đây là một phiên bản mới của Vu Trêu Chọc, Mai Phúc? Tôi co rơi vào bẫy. Tôi từ chối tất cả và đủ thông minh để giữ lại toàn bộ tin nhắn và số điện thoại này. Sau đó Đặng Lệ Minh viết thêm, trước đây khi tôi còn là một phụ nữ độc thân, tôi thường hay nói về lòng tốt của người khác mà che giấu các lỗi của họ. Bây giờ tôi đã là hôn thê của người ta và co làm nữ anh hùng nữa. Tôi chỉ có thể cho bạn lời hát này, cho đi mọi thứ. PS, cảm ơn sự ủng hộ, tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc. Những người ủng hộ tôi vui lòng giơ tay lên. Cư dân mạng ủng hộ mạnh mẽ Đặng Lệ Minh, cô chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Khi phóng viên liên lạc Đặng Lệ Minh, cô bày tỏ có ý kiến gì khác nữa. Khi phóng viên liên lạc Ngụy Tuấn Kiệt, anh cũng nói, tôi biết, tôi sẽ nói bất cứ thứ gì. Đặng Lệ Minh nói rằng anh muốn tái hợp cô ấy, chuyện đó của thế kỷ trước rồi. Ngụy Tuấn Kiệt nói rằng anh đang lái xe và sẽ bình luận sau. Tuy nhiên phóng viên có thể liên lạc anh trước khi bài viết này được đăng. Đặng Lệ Minh kết hôn. Ngụy Tuấn Kiệt từ chối chúc mừng Đặng Lệ Minh sẽ trở thành cô dâu vào năm 2013, trong khi đi trượt tuyết tại New Zealand. Bạn trai cô đã nhân cơ hội thành công cầu hôn cô, nữ diễn viên 36 tuổi vui vẻ đồng ý. Con đường đến bến bờ hạnh phúc của Đặng Lệ Minh luôn gập ghềnh. Hẹn hò Matthew Tu 41 tuổi, người làm việc ở bộ phận bán hàng của Canon. Đặng Lệ Minh từng bị đồn đại là kẻ thứ ba vì khi đó Matthew đã có một chuyện tình cảm ổn định. Yêu Matthew sâu đậm, Đặng Lệ Minh sẵn sàng tha thứ cho anh, thậm chí vì chờ đợi anh quyết định lựa chọn ai mà quên luôn bản hợp đồng với TVB. Đặng Lệ Minh tập trung vào mối quan hệ này, cuối cùng Matthew đã chia tay bạn gái và chọn cô, thừa nhận đang hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đặng Lệ Minh từng nói chưa nghĩ về chuyện tình cảm trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 8. Tuy nhiên khi Matthew hỏi cưới cô trong khi đang đi nghỉ mát ở New Zealand, Đặng Lệ Minh vui vẻ đồng ý. Bạn trai cũ của cô, Ngụy Tuấn Kiệt,
Ngươi ở Đặng Lệ Minh từng hẹn hò 9 năm và chia tay vào năm 2007. Từ chối gửi lời chúc mừng đến cô. Với thân hình gia tăng trọng lượng và áp lực tài chính trong việc trả các hóa đơn thanh toán chi tiêu gia đình, Ngụy Tuấn Kiệt thẳng thừng, tôi còn muốn đề cập đến người này. Năm nay, Đặng Lệ Minh vừa tròn 40 tuổi, nhiều năm qua không có duyên với các giải thưởng. Nhưng với vai cô vợ đanh đá bảo hân trong phim Những Người Bạn, cô đã được cư dân mạng ủng hộ tranh ngôi thị hậu TVB. Bấy lâu nay, Đặng Lệ Minh vốn xem nhẹ chuyện giải thưởng, đối với cô sự ủng hộ của khán giả mới là nguồn năng lượng lớn nhất. Vừa cương vừa nhu, trong phim Những Người Bạn, nhân vật của Đặng Lệ Minh có tính cách chanh chua, đanh đá, đúng là hơi khó gần. Nhưng suy cho cùng cô cũng vì muốn tốt cho gia đình, làm rất nhiều việc đều xuất phát từ ý tốt. Trong tập 7, Đặng Lệ Minh cùng ông xã Từ Vinh vì vấn đề tiền bạc mà cãi nhau nảy lửa. Từ Vinh hỏi Đặng Lệ Minh có phải chê anh nghèo, đến lúc này thì cô thật sự nổi giận, thậm chí đòi bỏ nhà ra đi. Trường đoạn này nồng nặc mùi thuốc súng. Cách màn hình TV, khán giả vẫn có thể cảm nhận được sự uất ức của Đặng Lệ Minh. Lệ Minh, dân mạng hết lời khen ngợi cô diễn cảnh nội tâm vừa đủ lửa. Tuy nhiên, đến cuối cùng Đặng Lệ Minh nhớ lại quãng thời gian ngọt ngào năm xưa giữa cô và Từ Vinh, vẻ bực bội trên gương mặt liền tan biến đi. Giận dữ cũng được, dịu dàng cũng được, khó trách dân mạng nhiệt tình tán thưởng cho rằng cô thể hiện rất sinh động tính cách vừa cương vừa nhu của phái nữ. Còn có người nói Đặng Lệ Minh nổi bật hơn cả vai nữ chính Hồ Định Hân. Chấp nhận hiện thực, trên con đường sự nghiệp, Đặng Lệ Minh đã trải qua thời gian dài trượt dốc. May là cô suy nghĩ thoáng, vì biết rõ bản thân rất thích đóng phim nên luôn kiên trì đến ngày hôm nay. Thẳng thắn mà nói, mỗi người có trải nghiệm khác nhau nên chỉ có thể trân trọng những thứ mình có được. Còn nhớ bộ phim cuối cùng được giao vai nữ chính, hình như là trong phim Vua Pizza, sau đó tôi đã từng hỏi bản thân đã làm sai việc gì, có phải diễn xuất kém, có điều gì cần phải cải thiện. Có một số người có lẽ sẽ đi vào ngõ cụt, cũng có người nhanh chóng suy nghĩ thông suốt. May là từ nhỏ đến lớn tôi luôn có tinh thần EQ. Trước đây, có một tiền bối nói với tôi, ở làng giải trí cô muốn nổi tiếng không ai ngăn cản được, nếu như cô không nổi lên được thì có lăng xê cỡ nào cũng không nổi được. Cần phải phối hợp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không phải miễn cưỡng là được, chỉ có thể làm tốt vai trò của mình. Thật ra, đóng vai phụ cũng có tính thử thách và có cơ hội phát huy, như vậy mới có thể giúp vai chính nổi bật hơn. Suy cho cùng đất diễn của vai chính chịu sự ràng buộc nhiều hơn, vì vậy chỉ cần biết nắm bắt cơ hội phát huy thì dù là vai phụ cũng có thể tỏa sáng. Hơn nữa, bản thân tôi không ký hợp đồng quản lý với TVB, gần 10 năm qua cũng là ký hợp đồng theo từng đầu phim. Vì vậy tôi cần phải chấp nhận hiện thực, công ty đương nhiên cần phải đặt lợi ích của con ruột lên hàng đầu. Điều này không có gì cần tranh cãi. Theo Đặng Lệ Minh, đã là vợ chồng thì nhất định phải thường xuyên duy trì cảm giác mới mẻ. Như vậy tình cảm mời dài lâu được. Việc gì cũng phải nhìn theo nhiều hướng. Đặng Lệ Minh đóng phim ở TVB đã nhiều năm, tuy không phải thường xuyên được giao vai nữ chính, nhưng may mắn gặp được các giám chế giỏi. Khi giám chế giao vai cho tôi, đều giao cho tôi tuyến vai quan trọng và có đất diễn. Như bộ phim Định Mệnh tuy không có nhiều đất diễn, nhưng lúc giám chế tìm đến tôi đã nói rõ vai diễn rất đặc biệt. Vì trong phim có khá nhiều mạch đen tối, nên cần một đôi vợ chồng giúp giảm bớt không khí căng thẳng. Tôi cảm thấy bản thân có thể làm được điều đó. Cho dù không phải đóng vai chính, nhưng vẫn cần phải gánh vác trọng trách đó. Bạn có thể nói tôi an ủi bản thân, nhưng ít ra trong bao nhiêu năm nay tôi chưa từng diễn những vai đi đứng không lời thoại. Tuy không phải là con ruột của TVB, nhưng Đặng Lệ Minh cũng có lợi thế, đó là có thể tự do ra ngoài kiếm thêm. TVB đối với tôi không tệ, dù sao cũng đã nuôi tôi lớn khôn. Bây giờ những thứ tôi có được đều là TVB ban cho. Mấy năm gần đây tôi thường sang đại lục đóng phim kiếm NDT, đều nhờ sức ảnh hưởng của bộ phim Lực Lượng Phản Ứng năm xưa. Việc gì cũng phải nhìn theo nhiều hướng. Vậy cô có nghĩ đến việc ký hợp đồng dài hạn không?
chuyện hợp đồng không do tôi quyết định. Thật ra hợp đồng theo từng đầu phim đến cuối năm nay sẽ hết hạn. Tạm thời vẫn chưa có dự định mới. Bàn bạc với TVB trước rồi mới tính. Đặng Lệ Minh kết hôn 3 năm. Đến nay hai vợ chồng vẫn ngọt ngào như thuở mới quen. Kết hôn 3 năm vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. Ngoài sự nghiệp, chuyện tình cảm của Đặng Lệ Minh cũng gặp không ít sóng gió. Năm xưa, khi đóng phim Lực Lượng Phản Ứng đã nảy sinh tình cảm với Ngụy Tuấn Kiệt. Thậm chí đi đến giai đoạn bàn chuyện cưới hỏi. Tiếp là năm 2007 hai người bất ngờ tuyên bố chia tay. Sau đó Ngụy Tuấn Kiệt nhanh chóng đăng ký kết hôn với Trương Lợi Hoa, kém hơn anh 20 tuổi. Còn Đặng Lệ Minh thì vướng tin đồn yêu người đàn ông có gia đình là Quách Chính Hồng, trở thành kẻ thứ ba. May là cuối cùng cô đã tìm được tình yêu thật sự. Năm 2013, Đặng Lệ Minh kết hôn với người ngoài làng giải trí Chu Kiến Khôn. Lễ cưới tổ chức ở Thái Lan, mọi người đều vui mừng cho cô vì đã tìm thấy hạnh phúc thật sự. Đặng Lệ Minh rất trân trọng cuộc hôn nhân này. Giảm hẳn lượng công việc, cô nói sau khi lập gia đình cô muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc chồng. Thậm chí cô còn tiết lộ chuyện riêng tư, công việc của chồng tôi vô cùng bận rộn. Hơn nữa thường xuyên phải xã giao với đối tác nên tôi phải chiều theo thời gian của anh ấy. Vì vậy, những khi tôi có lịch quay cũng không sợ anh ấy buồn chán. Nhưng anh ấy rất biết tận dụng thời gian bên nhau. Kết hôn 3 năm, mỗi ngày đều rất ngọt ngào. Những ngày tôi không phải làm việc, sáng sớm nhất định sẽ thu xếp mọi thứ cho anh ấy, cùng anh ấy đánh răng, chơi đùa với anh ấy. Như khi anh ấy đang tắm, tôi sẽ đột ngột chạy vào khiến anh giật mình. Đó đều là những tình cảm ngọt ngào giữa hai vợ chồng.